Xin chào các anh chị, hôm nay thì tôi chia sẻ một cái thông điệp, đó là lý do các bạn trẻ là bị mất định hướng trong cuộc sống. Tức là hiện nay rất nhiều bạn trẻ ra ngoài đời rất là lơ ngơ, không biết mình làm cái gì, mình làm như thế nào. Khát vọng thành công thì lớn, nhưng mà bắt đầu từ đâu thì không biết. Thì rất nhiều bạn trẻ bị cái này gọi là lý do các bạn trẻ bị mất định hướng trong cuộc sống. Vậy thì tôi chia sẻ lý do và giải pháp thì chúng ta phải làm như thế nào. Thế thì thưa các anh chị rằng là bản thân các anh chị là ông chủ của chính các anh chị. Vậy ta chính là ông chủ. Nhưng mà ông chủ này là ông chủ của ai? Thì thưa các anh chị, ta là ông chủ của ba phần của ta. Một là ông chủ của thân ta. Có đúng là các anh chị sai khiến thân mình nó làm việc cho mình không? Ta là tâm ta, và ta là tuệ ta. Tức là tâm là cái ta muốn, tuệ là chọn cách làm, và thân là thằng đi làm. Vậy có ba thằng này nó phục vụ cuộc sống của ta để cho ta hạnh phúc, có đúng không? Mà ta là ông chủ thì lại muốn hạnh gì? Hạnh phúc. Bắt đầu cái khái niệm ông chủ hạnh phúc, cái hạnh phúc của ông chủ là gì? Thì bản chất hạnh phúc này là chính là gì? Em của ngày hôm nay tốt hơn của ngày hôm qua, chứ đừng so sánh với những người trong thiên hạ, mà phải nhìn rằng là mình đang tốt lên. Tức là bản thân là mình đang tốt lên. Và bắt đầu cái khái niệm tốt lên là tốt lên ở cái chỗ nào, thì bắt đầu quay trở lại ta là ông chủ của ba thằng này. Thế thì thằng thân ta, khi mà nó làm việc cho ta, nó đòi ta trả công nó cái gì? Thì thưa các anh chị là nó đòi ta trả công cho nó là ăn, có đúng không? Khi các anh chị làm việc thì bắt đầu là gì ạ? Nó đòi ăn. Đi ở thân ta nó đòi chúng ta cái gì ạ? Nó đòi ngủ. Nó mệt quá nó bảo anh Tuấn ơi đi ngủ thôi. Thân ta nó đòi cái gì? Nó đòi tình dục. Đấy, đã có thân xác là thường là hay đòi tình dục. Đấy, đòi ăn, đòi ngủ, đòi tình dục. Thế còn tâm ta thì nó muốn ta cái gì? Nó đòi ta cái gì? Thì tâm ta nó muốn là mình phải cảm thấy đời nó phải oai. Phải oai với đời. Mà muốn oai với đời thì bắt đầu nó sinh ra cái tâm gì ạ? Tham. Tức là bố mày kiếm tiền để cho nó oai với đời. Mà kiếm tiền không thì chưa đủ, bắt đầu bố si. Tức là bố kiếm tiền xong bố mua những thứ si mê. Bố kiếm tiền xong là bố gì ạ? Yêu những em mà bố phải chứng minh cho em nó thấy là tao là tuyệt vời, để tán được em nó. Xong rồi oai để làm gì ạ? Nếu mà oai mà tham si mà không được thì bố chuyển sang gì ạ? Sân. Đấy. Cho nên ước mơ càng lớn thì lòng tham và gì ạ? Sự si mê và sân hận càng lớn. Bởi vì nếu không đạt được thì sân, hoặc là ai đó làm cho mình mất đi những cái mà mình đang có, hoặc là những cái thứ mình đang đam mê, thì anh chuyển sang sợ gì? Sợ hãi. Cho nên giàu là hay sợ chết mà. Đấy, chuyển sang sợ hãi. Vì vậy tâm ta nó bị mấy cái oai này còn gọi là mạn. Mạn, tham, si, sân và sợ hãi chính là gì ạ? Nghi. Thế thì như vậy là tâm ta nó bị những cái thứ này. Thế còn tuệ ta nó lại sinh ra là phục vụ cho chúng ta cái cách làm. Thì nó đòi cái gì? Nó không đòi ta cái gì cả, mà nó đòi hai thằng này này. Nó bảo anh ơi, để em tuệ sáng thì em không đòi anh cái gì cả, em chỉ đòi thằng thân làm nhiều thôi. Thân phải làm nhiều lên, vì đủ số giờ làm việc thì em mới thông minh được. Chứ còn lời làm sao mà em thông minh được? 99% thành công là do cần cù mà. Thế thì tuệ ta nó đòi thân phải làm nhiều, và tâm phải tập trung. Phải tập trung. Tức là giờ làm việc là không được nghĩ đến người yêu. Giờ đi học ở trên lớp là không nghĩ đến người yêu. Nhưng mà ngược lại, giờ đi chơi với người yêu là đừng nghĩ đến chuyện làm việc nữa. Tức là giờ nào việc đấy nó gọi là sự tập trung. Vậy thì nó có ba thằng: thân ta, tâm ta, tuệ ta để mình sử dụng. Giờ các anh chị hãy xem mình là thân, tâm hay tuệ. Vậy thì việc đầu tiên, nếu ta mà thân ta mà nó ăn nghỉ nhiều, ngủ nhiều, tôi đưa ra giả thiết một là mình chiều thân.
chiều cái thân xác mình. Thì chiều thân xác tức là ăn nhiều, ngủ nhiều, tình dục nhiều. Thì thằng tâm này làm sao ạ? Tâm nó sướng, nhưng tuệ nó gì? Chiều thân xác thì tâm sướng, tuệ ngu. Tuệ ngu đi. Nhưng mà nguyên tắc tuệ ngu thì sau này mình còn tiền để nuôi cái thân xác này nữa không? Không. Vì vậy là tuệ ngu thì lại không có tiền. Không tiền. Không tiền thì nuôi thân xác không có nổi nữa. Thì bắt đầu bạn mới sinh ra gì ạ? Tâm nó lại tối. Tâm nó không sướng nhưng mà tâm nó tối. Tâm tham nó nổi lên. Và bắt đầu mình gì ạ? Làm bậy ngay. Vì vậy nếu kẻ nào mà không rèn luyện được cái thân xác này tốt, và ta chính là thân ta. Bởi vì nếu một ngày bạn chiều nó đến 24 giờ thì bản chất ta là thân ta. Cho nên là dẫn tới là mình là phần con nhiều hơn phần người. Đấy. Nhưng ngược lại, nếu ta mà chiều theo cái tâm của ta, mà ta lại lười không chịu làm việc, thì không có tiền để phục vụ những cái thứ tham si, thì bạn sẽ sân và sinh ra stress. Và rất nhiều bạn là vẫn cứ ngủ ở nhà, vẫn không làm gì, vẫn chửi đời, vẫn stress, vẫn bảo em chán đời, khoác ba lô lên để đi. Nhưng còn những người họ làm nhiều việc không có thời gian để họ chán nản. Cho nên những kẻ ăn nhiều, ngủ nhiều, chơi nhiều thì những kẻ đó dễ sinh ra stress và dẫn tới cái tình trạng là bắt đầu là chửi đời, sân hận và thậm chí làm bệnh. Thế thì nếu như mình bắt thằng thân làm nhiều lên, tức là không chiều thằng thân, không chiều thằng tâm nữa, tâm im lặng đi để cho bố mày làm việc, thì như vậy tuệ nó sẽ gì? Nó sẽ sáng. Và thường những người thành công là những người tuệ sáng, nhưng họ thì không có thời gian để chăm sóc cái thân thể họ. Họ có thời gian để ngủ mấy đâu, họ ngủ rất là ít. Tâm của họ là gì? Cứ giờ nào việc đấy họ rất là tập trung. Còn thường những kẻ không làm việc được và hay ngồi mong muốn thì lại là những kẻ ăn ngủ nhiều. Và thì tâm thì lăng xăng, không tập trung vào giờ nào việc đấy, nấy đâu mà thành công. Vậy thì bản chất là lý do các bạn trẻ mất định hướng trong cuộc sống chính là bạn quá chiều cái thân xác của bạn, ăn nhiều, ngủ nhiều, tình dục nhiều. Bạn quá chiều cái tâm của bạn muốn quá nhiều thứ, cho nên tâm của bạn nó trở thành lăng xăng, nó không tập trung vào công việc. Hôm nay vừa muốn ở nhà làm việc, lại vừa muốn đi chơi với cô người yêu, lại vừa muốn đi uống rượu với thằng bạn, lại vừa đi muốn cưới cái cô bạn, tức là bạn không muốn biết xếp cái việc gì vào việc gì, và bạn không chọn được việc ưu tiên. Cho nên bạn đi đám cưới, cô bạn thì lại nghĩ đến chuyện công việc, ở nhà với công việc thì lại nghĩ đến chuyện đi đám cưới, hoặc là hẹn hò với mấy thằng bạn đi nhậu, dẫn tới bạn không làm được việc gì, ra việc gì trong một ngày, nên bạn bị stress. Đấy là bà bạn gọi là gì ạ? Mất định hướng trong cuộc sống. Thế thì bây giờ giải pháp của bạn là gì? Thì tôi xin chia sẻ, bắt đầu bằng việc tu thân đầu tiên, rèn luyện kỷ luật bản thân là giờ nào việc đó. Tức là gì? Mấy giờ đi ngủ, tức là thói quen tốt, thói quen tốt cho cái thằng thân này. Giờ nào đi ngủ, giờ nào dậy, không giờ nào tình dục thì không nói, nhưng mà nó phải hiểu được. Đấy, thì nếu bạn thực hiện được ba cái này thôi thì ngay lập tức là bạn sẽ có thời gian để dành cho cái việc khác. Vậy thì bản chất này, cái loại này gọi là gì ạ? Tu thân. Cho nên Khổng Tử mới gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân là việc số một, cho nên là ăn ngủ đúng thời. Còn nhìn vào cái cách sinh hoạt của những kẻ mà ăn ngủ vô thời thì không lấy đâu trí tuệ sáng cả. Và nếu có kiếm tiền được thì may mắn nhờ một số mối quan hệ, tức là lịch sử nó để lại, thì bắt đầu là bố có cái may mắn đấy, thế là bố chén được thôi, chứ còn về mặt trí tuệ cũng không lấy đâu ra trí tuệ. Đấy, thứ hai là tu cái tâm. Tu cái tâm của ta thì chúng ta bỏ cái tâm oai ngạo mạn đi, đừng ngạo mạn nữa, sống giản dị, thân thiện, bình thường với mọi người, thì ngay lập tức tất cả cái tham sân si bắt đầu nó sẽ lắng chìm xuống. Và cái tâm này là tâm của gì? Tâm không, tâm trong im lặng, để gì ạ? Dành thời gian còn lại cho gì ạ? Tuệ. Và bản chất tuệ sáng chính là làm việc. Có hai điều kiện, một là làm việc, tức là thân làm việc nhiều, và thứ hai tâm phải tập trung, thì gọi là làm việc tập trung. Vì vậy
làm việc tập trung thì cái cách này nó sẽ sinh ra trí tuệ. Và bạn cũng không phải chọn ngành nghề gì quá nhiều, mà bản chất bạn cứ thực hiện đúng như thế này thì bạn làm trong lĩnh vực nghề nghiệp nào bạn cũng có cơ hội thành công hết. Chứ không phải là chúng ta cứ đi chọn cái cơ may, không có cơ may nào hết. Cái duy nhất đó là chúng ta phải biết tu thân. Tâm thì là tâm không, tâm tập trung vào và tuệ nó sẽ sáng. Thân là phải làm việc nhiều lên. Chúng ta thực hiện đúng cái chương trình này thì ngay lập tức bạn sẽ thoát khỏi cái stress trong cuộc sống hàng ngày. Và bản chất của đạo Phật là tu cũng không được tu tham. Ví dụ bạn làm cho tôi từng nấc qua từng ngày, ngày ví dụ bình thường một ngày bạn ngủ là 9 tiếng chẳng hạn, hay là bình thường là một ngày bạn ngủ từ 12 giờ cho đến 8 giờ sáng mới dậy, thì đây là một cái khung giờ, tức là 24 giờ đêm đấy. Bạn ngủ trong cái khung giờ này thì rõ ràng đây là khung giờ nó lệch với cái múi giờ làm việc của công sở. Vậy thì tại sao bạn không đi ngủ lúc 10 giờ, 11 giờ đêm hôm trước và 5 giờ 30 sáng hôm sau bạn dậy bạn tập thể dục, nó có khỏe không? Thì ngay lập tức ngày hôm sau bạn làm việc nó sẽ khỏe và tinh thần nó tốt mà. Vậy thì chúng ta sẽ tập dần cái thói quen đi ngủ đúng giờ và sáng ra dậy tập thể dục. Và giới trẻ Việt Nam bây giờ cái này là rất tệ. Các anh chị ngủ chưa ngủ phành nên xong đến lúc 8 giờ bắt đầu vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt đến cơ quan. Thế cuối cùng là đến cơ quan xong khởi động xong được cái tí buổi sáng là đến 9 giờ giờ vàng nhất. Từ 8 giờ 9 giờ là giờ vàng nhất thì bắt đầu các anh chị đi ăn sáng. 9 giờ xong rồi là đến trưa thì làm láo nháo vì lúc bấy giờ nó làm vội làm vàng, không có kế hoạch ngày. Cho nên làm trong một ngày mà không có kế hoạch thì dẫn tới là buổi sáng mất hẳn một cái giờ vàng. Buổi trưa thì đi ăn trưa xong lại ngủ trưa một tí. Buổi chiều khởi động não mất 2 tiếng thế là đi về. Và cả một ngày không có hiệu quả công việc. Sau đến lúc lương thấp thì bảo số mình đen. Không có cái chuyện đấy đâu. Vậy thì việc đầu tiên là ăn ngủ đúng giờ và đúng thời cho tâm, dậy tập thể dục đàng hoàng. Thứ hai, tâm ta muốn ít thôi và cứ tập trung vào làm việc thì dứt khoát, thì không oai thì người ta cũng tôn trọng bạn. Bạn không cần phải cố tỏ ra oai thì người ta cũng gì, cũng tôn trọng bạn. Vậy lời khuyên của tôi để không mất định hướng trong cuộc sống, hãy tu thân đầu tiên bằng cách rèn luyện kỷ luật bản thân, ăn ít đi một chút, ngủ ít đi một chút, dậy sớm lên một chút, tập thể dục và giữ được cái sức khỏe thật tốt trong cái quá trình làm việc. Thứ hai, tâm này muốn ít thôi và dành thời gian cho làm việc, thì như vậy định hướng của bạn cứ thực hiện như thế 6 tháng, tin tôi đi, định hướng của bạn sẽ rõ nét dần hơn. Vì vậy tôi chúc cho các bạn dần từng bước tu được bản thân mình, tu được thân, tu được tâm và nâng được tuệ, thì như vậy các bạn sẽ an lạc trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global được sáng lập bởi ông Ngô Minh Tuấn, vận hành bởi triết lý giáo dục thân, tâm, tuệ. Với 2 chương trình huấn luyện: quản trị kinh doanh Business One dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai; quản trị kinh doanh Business Boss dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có định hướng kế thừa doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong tương lai. Học viên có cơ hội nhận ngay học bổng lên đến 40 triệu đồng khi xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn đầu vào trực tiếp cùng doanh nhân. Số lượng chỉ tiêu có giới hạn. Tìm hiểu ngay về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global tại website www.truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn hoặc hotline 24/7 1800 577722.